vừa mới tại hôm bữa lúc trước là có nghe bà, mấy người nói đó, nghe mấy cái bà Tàu nói là thường thường là mình apply, mình mix cái True Face Light Corrector với lại cái Celltrex COQ10, mình mix hai cái này với nhau xong rồi mình bỏ lên trên mặt mình và sau đó mình bỏ cái Marine Matte giống như đây, giống như của cô này đây, thì mình có try thử là một lần á mình làm galvanic, giống như sau khi mà mình làm cái đó đó rồi mình rửa mặt xong, xong rồi mình mix hai cái này một lần nữa, cái True Face Light Corrector là cái COQ10 nữa, mình mix xong mình bỏ lên trên mặt mình hết, giống như là mình apply cái gel để mình làm galvanic á, thì khi mà mình bỏ lên mặt mình mix thì mình bỏ lên á, thì mình lấy cái máy galvanic mình bấm số 3 rồi mình làm 5 phút, 5 phút xong rồi mình rửa mặt lại rồi thôi mình xịt moisturizer lên, cái da nó sẽ rất là mềm, rất là mịn. Thử đi là biết nha. Chị có thử hai lần rồi, giống như sáng nay có làm, tối qua đi chơi tới ngủ 3:30 sáng, sáng là cái mặt nó mệt thì mệt, xong rồi làm xong cái da của mình á nó soft mà nó bóng mà nó mềm. Thành ra cái này rất là hay, nếu mà thường thường á, ví dụ như thỉnh thoảng á, nếu mà mình muốn thỉnh thoảng thì nghỉ một tuần một lần hoặc là hai lần, tại cái này nó rất là safe. Cái này thường thường là mình apply không, hoặc là cái True Face Light Corrector thường thường là mình làm với cái máy xung quanh cái vùng mắt, nhưng mà khi mà mình mix với cái này thì mình làm nguyên cái mặt của mình luôn, và mình chạy số 3 tức là điện dương, thì như vậy đó nó sẽ giúp cho cái da mình nó vừa chống nhăn mà nó vừa làm cái da của mình nó mềm và nó sáng, rất là thích. Chị Dung, khi mà mình apply lên cái da của khách hàng á, mình bỏ chung một lúc luôn ha, hay mình bỏ lên cái tay mình thì mình làm giống như là mình mix trước, hoặc là mình có một cái chén gì đó mình bỏ vô mình mix, xong rồi nếu không mình để trên cái bàn tay của mình ấy lên, mình bỏ cái này lên rồi hai cái mình mix luôn thì mình apply mà. Chị Đơn có câu hỏi nào không chị Đơn? Mai em có mấy câu hỏi của chị mà ngày mai em mới hỏi. Ok. Ok vậy thôi thì cứ thử đi. Dạ cảm ơn chị Dung chia sẻ cho tất cả các anh chị em của Nu Skin để học hỏi thêm, để làm những cái sản phẩm tốt trong tình nail, để giúp tình nail tăng thêm cái income.